VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Con cha vị ô long đào mới ngon đào mọng. Thank you.
8 tiếng rồi mình mới được gặp lại đây. À, bốn gì? Chưa nói luôn. 6 tiếng. 6 tiếng mà chưa là 24 tiếng. Mẹ tiền tới rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không ngại cũng đâu hẳn là bướng, nhưng từ thì ta phải trông gai mà sông thẳng một hướng, thì tất cả đối thủ cộng lại như anh chàng ngày vương, nó freestyle là hậu tài không có chuẩn bị chưa được. Tới tìm ghế ngồi xin vé vào show, tiếng chơi ớt rồi lần. Yeah, blow holes here to hear. Bước vào thành phố, bam, hurricane, boys in danger. Sẽ bắn ngang vào mấy vì sao Rihanna bay cao. Quá giờ có biết đường đâu mà quay về. Không đến chỉ để gửi lời chào, cũng không thể gửi với một lời say bye. Họ nói là thành công còn xa, ai sẽ có nó nghe chỉ on top, nhanh đi ngay thiên hạ còn một đường xéo bay qua. Ước đi ha, em không nên mai chớp, là từ bước lên trên đến đến mới biết là lại star. Hey, we like star, I'm on trend như là E2K. Và anh đây win game mà chỉ cần Lee hai boys, là kêu luôn trên top kể từ ngày khi hai ba for real. Mười đầu năm tóc rộng, thân hào mười thước cao. Giờ anh giống như kiểu hết chất rồi. Không, nhưng mà anh slim xuống thì người anh nó fit cái. Nó nhão lắm anh. Nhưng mà nhìn nó vẫn còn cơ, vẫn còn nét không? Ghê quá. Nét. Hết tại cái này mà. Bữa nhảy cởi áo ra đẹp. Ừ. Ở đó bữa nay là giờ nó xuống được 2 kg rồi. Ừ. Là lộ ra nữa hả? Xuống nữa. Không, bụng lên nha, phải là ăn tập 7. Ôi ơi. Ủa gì lạ vậy? Cái chiếc che. Ây. Ây. Con anh tặng cho nó là con ốc. Đúng không? Lạ quá. Ủa. Tay rồi. Chở bằng ca lên nè. Mà đi nhắm. Thôi dậy. Nó bắt đầu. Quá. Chắc vậy. Buồn chiều thôi, buồn chiều đi, buồn chiều. Xong rồi tiếp mục về lại, nhé, nhé người. Tí nữa anh diễn luôn bài solo nữa. Ừ, bài solo của anh nhảy nhót rồi. Nhảy nhót đúng không? Được. Cuối là bắt đầu rồi. Xong. Sao check? Bạn này nha. Có chuyện lần đi. Rất vui. Rocky 2024 20 giờ thứ bảy hàng tuần xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.